Đây là lần đầu tiên bà lão 80 tuổi này bước vào sòng bạc. Bà đã đem cược toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Số 8. Giây tiếp theo, bàn xoay thực sự chỉ vào số 8. Thấy số tiền của bản thân tăng lên gấp 10 lần, bà lão càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Nhưng không ngờ quả bóng vàng trên bàn xoay lại về vị trí số 8. Mọi người có mặt đều bàng hoàng trước nước đi của bà. Họ vỗ tay tán thưởng. Sau một vài lần thử, bà lại càng kiên định với phán đoán của mình. Thế là bà đem cược toàn bộ số đồng xu, nhưng lại không hề quan tâm đến nó một chút nào. Vẫn là 8. Thấy đồng xu càng xếp lên cao, những người xung quanh đều há hốc mồm. Khi la bàn bắt đầu quay, bà lão cùng mọi người đều nín thở. Cuối cùng quả bóng màu vàng thực sự dừng lại ở vị trí số 8. Lần này thật khiến đám đông ngỡ ngàng. Họ vỗ tay cả tiếng đồng hồ. Sau đó bà cụ lại thử sức ở những trò chơi khác. Mặc dù đều là lần đầu tiên chơi, trong thời gian ngắn vẫn chưa thể hiểu hết các quy tắc, nhưng chỉ cần bà ra tay thì giây sau đã có thể chiến thắng tất cả các đồng xu. Bà bỗng chốc trở thành ngôi sao sáng nhất sòng bạc. Ngay cả ông chủ ở đây cũng bắt đầu sốt sáng rồi. Tại sao bà lão lại có thể đỉnh như vậy? Bởi vì một giờ trước bà đã đi xem bói. Bà thầy bói nói bà lão có ấn đường màu đen, tối nay nhất định sẽ vô cùng may mắn. Quả nhiên sau khi rời khỏi sòng bạc, may mắn vẫn chưa dừng lại. Trên đường ngồi xe buýt trở về nhà, bà bỗng phát hiện hành khách bên cạnh chết một cách đột ngột, mà trong túi của ông ta lại chất đầy tiền, phải có khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Một cụ bà 80 tuổi đang ngồi trên xe buýt, bỗng người đàn ông ngồi bên cạnh nghiêng đầu sang, thế là bà đẩy ông qua một bên. Ông già mất nét này, nhưng khi bà kiểm tra thì phát hiện ông lão này đã chết rồi. Nhưng khi bà oang chuẩn bị gọi người, bà đột nhiên phát hiện trong túi của ông lão chất đầy tiền. Một ý nghĩ xấu xa lập tức nảy ra trong đầu, nhưng khi bà do dự không biết nên đi hay không thì phát hiện ra trên cổ của đối phương có một hình xăm thần thanh long. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bà oang cho rằng dù sao tiền mình nhặt được cũng là tiền của mình. Thế là bà dứt khoát cầm tiền rồi rời đi. Vừa trở về nhà, bà lão đã lôi tiền ra đếm 50 triệu đô, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy. Nhưng hôm đó khi bà oang đi chợ về thì phát hiện trong nhà xuất hiện hai vị khách lạ mặt. Hai người là thành viên của Thanh Long Hội. Bọn chúng hỏi bà có phải đã lấy thứ không nên lấy. Nhìn bộ dạng đầu gấu của hắn, dù có chút sợ hãi nhưng bà không hề thừa nhận việc mình nhặt được tiền. Nhưng khi thấy bà oang trả lời lắp bắp, hai người liền xác định chính là bà lấy. Thế là bọn họ quyết định trở về báo cho sếp của mình. Bà oang cũng biết không lâu nữa sẽ có người tới tìm bà. Thế là bà đến một công ty cho thuê vệ sĩ. Bà thuê được một người đàn ông cao to lực lưỡng, anh ta phụ trách bảo vệ bà 24/7. Thời gian trôi qua như vậy. Hôm nay bà oang làm tóc ở tiệm làm tóc Tony. Bà sai Big Pong đi mua cổ vịt. Hai anh em bang Thanh Long lại xuất hiện. Lần này hai người không nhiều lời mà trực tiếp đe dọa bà oang giao đồ ra. Sau đó chúng bắt đầu tra tấn bà. May mà Big Pong trở về kịp lúc, nhanh chóng giật lấy con dao rồi vật tên gầy nhom xuống đất. Sau đó giải quyết nốt tên còn lại, Big Pong không khách khí mà đuổi đối phương đi. Bà oang nghĩ rằng cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Thế là bà lão hỏi người bạn thân người đàn ông trên xe buýt đó rốt cuộc là ai. Sau một hồi điều tra, ông phát hiện người đàn ông này chính là thủ quỹ của băng Bạch Hổ, nhưng sau lưng lại cấu kết với hội Thanh Long. Ngày hôm đó ông ta định cầm tiền của Bạch Hổ tới hội Thanh Long, không ngờ trên đường đi lại đột tử. Bây giờ hai băng nhóm đang phái người đi tìm số tiền ấy. Nhưng đến tối, người của hội Thanh Long lại đến tìm bà oang. Chúng bắt đầu ra tay với bà. May mắn Big Pong tới kịp, anh một phát tiễn hắn xuống âm phủ. Hắn thật sự chết rồi. Hai tên cướp đột nhập vào nhà, nếu bị chủ nhà đánh chết, vậy đây có được coi là tự vệ chính đáng không? Bọn họ lúc này cũng bắt đầu do dự, có nên báo cảnh sát hay không đây? Cuối cùng bà oang quyết định giấu xác của hắn vào bao ni lông. Sau khi niêm phong nó thì vứt vào thùng rác, trông giống như một bữa cơm gia đình như mọi ngày. Nhưng chỉ có hai người trong lòng như lửa đốt. Bà oang một đêm mất ngủ quyết định đi xem người đó chết thật hay chưa. Nhưng khi bà trèo lên thùng rác để kiểm tra thì phát hiện tên xã hội đen kia đã biến mất rồi. Dường như chuyện này đã bị ai đó phát hiện. Hôm đó bà oang đang ở trong phòng tắm hơi, một người phụ nữ với khuôn mặt dữ tợn tiến lại gần bà. Cô dường như sớm đã nhận ra bà oang, còn nói chuyện phiếm với bà, nhưng vừa quay đầu lại liền nói nợ tiền cuối cùng vẫn phải trả. Lúc này bà lập tức đoán được danh tính của đối phương, đây chính là thủ lĩnh của bang Bạch Hổ tên Hổ Nữ. Nhưng bà oang không có ý định thừa nhận việc mình lấy tiền. Hổ Nữ thấy bà không thừa nhận cũng không nhiều lời mà rời đi. Sau khi về đến nhà, bà oang phát hiện nhà mình đã thành một mớ hỗn độn, có người đã đập phá nhà bà. Sau đó bà nhận được tin cháu nội mình bị bắt cóc. Bà oang tưởng rằng là do Hổ Nữ làm, nhưng không ngờ lại là người của băng đảng Thanh Long. Đối phương uy hiếp bà đưa 50 triệu đô, nếu không sẽ lấy mạng cháu trai của bà. Không còn cách nào, bà đành cầm tiền đến Thanh Long Hội. Khi bà oang đang ngồi xếp tiền thì Big Pong trở về. Lúc này anh mới hiểu tại sao luôn có người muốn ám sát một bà lão 80 tuổi. Sau khi biết chuyện, Big Pong không cho rằng nếu giao tiền cho băng Thanh Long thì cháu nội bà sẽ an toàn. Thế là anh cầm lấy số tiền này rồi rời đi. Bà oang không còn cách nào, chỉ có thể lấy giấy giả làm tiền rồi đến điểm hẹn. Nhưng những người này không phải tên ngốc, đối phương nhanh chóng nhận ra ý đồ của bà oang. Khi hắn chuẩn bị ra tay với cháu trai của bà, Hổ Nữ kịp thời xông tới. Hóa ra Big Pong đã đưa tiền cho cô, lúc này mới chuyển nguy thành an. Big Pong hiểu rằng bang Thanh Long đã phản bội rất nhiều lần, vì vậy mới chọn cách tin tưởng bang Bạch Hổ. Bà oang giải cứu cháu trai thành công,
bà hoàn toàn trở về cuộc sống bình yên trước đây. Bộ phim cũng kết thúc. Nếu thích hay like và follow để theo dõi nhiều video hay hơn nữa nhé.